Hydrophilic Facial tại Apogee by Dr. Kimberly là bí quyết để giúp làn da bớt nám, bớt khô, giúp da săn chắc và bớt nhạy cảm. Quý vị hãy liên lạc với công ty Apogee để được thử Hydrophilic Facial miễn phí tại các địa điểm mà quý vị đang cư ngụ. Giá trị của Hydrophilic Facial là 80 đồng. Đặc biệt dành tặng cho 50 người đầu tiên khi gọi vào không cần phải mua gì cả ở số điện thoại 1-888-337-7264, 1-888-337-7264. Thưa quý vị, Kimberly xin trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show. Thưa quý vị, chúng ta nói nhiều về đề tài trước đây, những chương trình trước và có nói về hóa chất làm hại đến sức khỏe của chúng ta cũng như cũng cả gia đình của chúng ta. Thì những cái hóa chất này, những cái lúc mà chúng ta nghe trong news nói về thảm họa của môi trường, ví dụ như ở miền Trung, hoặc là những lúc mà chúng ta nghe đến chất thủy ngân bỏ vào trong kem gây ra những cái hại cho sức khỏe như là hư thận. Thì những lúc này Kimberly xin trò chuyện tiếp và xin hỏi chú Chuyên là chú nghĩ rằng cái này là vô tình hay là cố tình từ Trung Quốc? Cố tình hại cho sức khỏe của chúng ta hay là vô tình? Cái vấn đề vô tình hay cố tình thì cái đó chúng ta sẽ phải xác định về sau này, nhưng mà thực sự ra chứ như thế này, chúng tôi là những người nam thì đại đa số chúng tôi không có sử dụng nhiều đến các cái sản phẩm về về sắc đẹp, nhưng mà chúng tôi thấy phụ nữ Việt Nam cũng như là các cháu gái lớn lên bây giờ thì sử dụng cái vấn đề đó rất nhiều, và chúng tôi nghĩ rằng những cái chất chúng ta không biết ở trong đó có những chất gì. Nhiều người nói nó có thủy ngân, nhiều người nói có những cái chất chì, mà quý vị biết bất cứ một cái chất hóa học nào mà chúng ta không biết mà chúng ta thoa lên người chúng ta và chúng ta sử dụng một cách mà không có được hướng dẫn đặc biệt và không có được kiểm nhận đàng hoàng thì nó chắc chắn là nó sẽ gây hại cho cái đặc biệt là cái da của chúng ta, chưa kể đến cái vấn đề mà nó thấm nhập vào trong người, vào những cái cơ phận ở trong người như là thận, như là gan. Cho nên những cái đó là những cái rất là nguy hiểm. Cho nên đặc biệt là cái vấn đề mà những sản phẩm sản xuất từ bên Trung Cộng, thì quý vị biết ngoài cái vấn đề thực phẩm, còn những cái vấn đề về những cái sản phẩm về sắc đẹp đã có từng nổi tiếng về những cái chất độc lây lan ở bên trong đó, pha lẫn vào bên trong đó, không biết vì lý do cố tình hay vô ý. Cho nên những cái đó là những cái mà chúng ta rất là phải cẩn thận, là bởi vì một khi quý vị phụ nữ và các cháu gái ở trong nhà sử dụng, nó còn có liên hệ đến sức khỏe của chồng con, các cháu, những đứa trẻ sơ sinh ở trong gia đình nữa. Cho nên quý vị rất phải cẩn thận khi mà sử dụng những cái sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm sản xuất từ bên Trung Cộng. Thưa dạ, cảm ơn chú. Nhưng mà theo Kimberly đó chú thì có nghĩ rằng cái này là cố tình? Tại vì chú thấy không, khi mình nghe thấy Trung Quốc bán những cái gạo, mà chú thấy là khi mà họ bán gạo thì bây giờ chúng ta đã biết rồi là những cái gạo đó là họ làm bằng nhựa, phải không ạ? Thì chú thấy không, có nghĩ rằng á, làm gạo bằng nhựa nó còn khó hơn là đi ra trồng. Chú nghĩ bởi vậy nói là tại sao mà họ phải đi thì tìm một cái máy, phải chế ra một cái máy để làm gạo bằng nhựa để làm gì? Thành ra cũng nói là cái này là cố tình. Vâng, thực sự thì nó có những cái phương thức mà người ta làm đi đường tắt có lợi hơn là đi đường thẳng, cho nên chúng ta không có biết được rằng. Nhưng mà nó lợi sao? Tại vì con nghĩ là nó khó mà cho họ tạo ra, mà họ nắng ra những cái hạt gạo như thế. Thì bây giờ mình cứ lấy mình trồng rồi mình gặt, giống như đi gặt lúa, thì đó là cái chuyện mà có thể là người ta chỉ việc nắn lúc đầu cái khuôn đầu thôi, sau đó người ta sản xuất hàng loạt thì người ta sẽ có lợi. Cho nên rằng mình không biết rõ được cái mục đích ở đằng sau lưng của họ như thế nào, nhưng mà vì lợi nhuận chứ, như vậy đúng, đương nhiên là vì lợi nhuận rồi, nhưng mà không biết là
họ tính toán như thế nào mà lại sử dụng những cái phương thức làm hại đến sức khỏe con người như vậy. Dạ, chúng ta sẽ không bao giờ biết, nhưng mà quý vị nhớ rằng 90% của những gì bán ở Walmart là made in China, thưa quý vị. Thành ra bây giờ Kimberly nghĩ rằng nó cũng có nhiều lý do mà chúng ta không nên mua đồ của China. Mà khi mà cái đề tài về Formosa hay là những cái chuyện mà đã xảy ra cho môi trường biển của chúng ta ở miền Trung đó, thưa quý vị, thì Kimberly nói chứ cái đề tài này rất là quen thuộc, không phải là mình nói về Formosa hay là miền Trung, nhưng mà mình nói cái đề tài chung là hóa chất ảnh hưởng đến chúng ta. Một lần nữa, mình lại nó ảnh hưởng một cách khác, thưa quý vị, nhưng mà nó cũng là cái cũng cái đề tài là nó hại làn da, nó hại, nói chung là hại sức khỏe của chúng ta. Chú Dũng đồng ý không ạ? Vâng, đúng rồi. Dạ. Những cái vấn đề mà sử dụng những cái sản phẩm về sắc đẹp đó là một cái rất là nguy hiểm. Mà quý vị phụ nữ, những các cháu gái lớn lên, khi quý vị sử dụng những cái đó, quý vị phải rất là cẩn thận. Dạ, nhưng mà cô nói đây không phải là chỉ là kem dưỡng da hay cái gì về sắc đẹp, mà mình nói là ví dụ như một cái bất cứ cái gì mà chú mua mà made in China, ví dụ như một cái ống dẫn nước mà nó khuất mắt, nhưng mà chú nhớ là những cái ống đó nó dùng chất thủy ngân đó, thì đôi khi nó khuất mắt rồi từ từ nó liếc vào trong nước của mình, phải không? Rồi lúc đó mình rửa mặt thì cũng ảnh hưởng, mình uống vô, mình nấu cơm, mình nấu nướng thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy có nhiều lắm. Thành ra bây giờ đó FDA nó cũng đang xét lại, và đây là do sự yêu cầu bởi dân chúng, là xét lại cái gì, họ xét lại cái luật mà nói labeling, tất nhiên là khi mà mình đọc một cái nhãn ở đằng sau những cái sản phẩm đó, thưa quý vị, hiện giờ đó nó chỉ nói chung là cái sản phẩm đó là từ đâu. Nếu mà nó có những cái part của nó mà made in China nhưng mà nó ráp lại ở đây thì nó vẫn đề là made in USA. Và cái đó thì họ gửi sang rồi họ distribution. Thì thực sự ra nếu quý vị theo dõi những cái tin tức về vấn đề sản phẩm của Trung Cộng gần đây đó, thì những cái sản phẩm mà làm sàn nhà bằng gỗ, bằng cái gỗ ép đó, ở trong đó bây giờ một cái công ty rất lớn của Hoa Kỳ đã nhập cảng, và bây giờ những cái miếng gỗ ép đó nó tiết ra những cái loại hơi độc, cho nên là bây giờ cái hãng đó phải thu hồi tất cả những cái đó và đang phải đóng một cái số tiền, nghĩa là tiền phạt rất là lớn, là bởi vì những cái hơi độc đó nó có chứa các cái chất hóa học nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta nghĩa là tốt nhất là chúng ta không có sử dụng những cái sản phẩm mà sản xuất từ bên Trung Cộng là an toàn nhất. Dạ, Kimberly nghĩ rằng trong tương lai, Kimberly mong rằng FDA sẽ đổi luật để cho họ cho mình biết nêu ra hết từng cái sản phẩm, mà giống như là trong một cái bộ phận như vậy, chứ không phải là chỉ nói chung là ráp từ đâu. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nói là chọn lựa được cho nó chính xác hơn. Là nếu mà những sản phẩm mà từ Trung Quốc, Kimberly đề nghị là từ bây giờ trở đi chúng ta nên cẩn thận, tại vì đôi khi nó chỉ cần một lần nó xảy ra cho mình là hết cả cuộc đời mình, phải không? Đúng rồi, cái đó là nguy hiểm lắm. Những con cháu, những trẻ sơ sinh ở trong nhà, hoặc là những em bé, hoặc là các quý vị phụ nữ sử dụng, thì cái hơi độc nó bay lòng vòng trong nhà, làm cho những cái người mà sinh sống chung quanh mình cũng bị liên hệ. Thưa đúng vậy. Quý vị nên nhớ là khi quý vị dùng cái hũ kem mà nó có chất độc ở trong đó, tuy nhiên là có chất thủy ngân ở trong đó, thì nó sẽ tẩy nhanh và nó không có mùi, nó không có mùi độc, và có nhiều khi nó còn thơm nữa, thưa quý vị. Mở nó ra thì quý vị thấy nó óng ánh, và khi quý vị mở ra để quý vị thoa trên mặt thì những cái hơi đó bốc ra. Và khi tỏa ra như vậy thì tất cả gia đình quý vị sẽ bị ảnh hưởng. Khi hít vào thì nó sẽ ăn vào cái thận của mình. Vì lý do đó mà Kimberly đề nghị, bây giờ mình không care ai khác, mình chỉ biết mình và gia đình của mình. Quý vị nên khi đi bác sĩ hàng năm để check up, quý vị nên xin họ thử dùng cái level của chất thủy ngân là chất mercury, để giúp cho quý vị biết rõ là mình có bị cái chất này, có bị cái chất toxic này hay không, để làm gì, để chúng ta có thể chữa bệnh càng sớm càng tốt, tẩy nó ra. Nó có cách để mình tẩy ra khỏi cái chất độc này, ra khỏi cơ thể mình. Đừng chờ đến khi bác sĩ của mình báo cho mình biết là cái thận của mình đã bị yếu, phải không chú? Đúng rồi. Mà nếu mà yếu mà mình thấy, mình suy nghĩ lại, mình nói mình làm cái gì cũng là giữ vệ sinh cho tất cả gia đình và cho chính mình, mà tại sao
thì quý vị nên nhớ là có một cái mà khuất mắt mà quý vị không để ý, đó là những cái gì quý vị đang dùng ở nhà không phải chỉ kem dưỡng da mà thôi, mà nó liên quan đến nói chung là made in China, thì Kimberly nghĩ rằng đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ bị hư thận. Và từ mỗi một tuần 3 lần đi đến một tuần 1 lần để lọc thận, chú nghĩ sao? Cái đó là một cái hình phạt rất là nặng nề, rất đối nặng. Với không những là cái nạn nhân bị cái trở ngại đó, mà còn đối với con cái trong gia đình phải quan tâm về cái việc mà đưa tới đưa lui, rồi là một gánh nặng cho xã hội cũng như là về vấn đề y tế. Cho nên chúng ta cũng phải rất là cẩn thận, đừng có để chúng ta trở thành nạn nhân của những cái sản phẩm độc hại từ Trung Cộng, thưa bác sĩ Kimberly. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn chú Chuyên đã giúp Kimberly với cái đề tài này. Và chúng ta cũng rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Và chúng ta cũng còn nhiều câu hỏi thắc mắc và nhiều cái để bàn về cái đề tài này đó thưa chú. Nếu mà có thể được, Kimberly xin mời chú trở lại một ngày khác để chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện, được không ạ? Vâng, xin sẵn sàng. Cảm ơn bác sĩ Kimberly đã có nhã ý mời chúng tôi lên đây, và chúng tôi trong cái khả năng hiểu biết hạn hẹp, chúng tôi sẽ cố gắng, thưa bác sĩ. Cảm ơn chú nhiều. Và thưa quý vị, đến đây Kimberly xin kết thúc chương trình. Và nếu quý vị nào muốn xem cái phần thuyết trình của Kimberly, quý vị có thể gọi vào 1-888-337-7264, hoặc quý vị có thể lên youtube.com đánh vào Dr. Kimberly và ghi hai chữ môi trường. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và mong hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.